cần xem xét tình tiết tăng nặng vụ nam em trèo ra ban công khi livestream Vài ngày trước nam em khiến người dùng mạng thót tim khi livestream vào giữa khuya mà không nói chuyện. Sau đó có bất ngờ tiến ra ban công trèo ra ngoài và không quay lại vào nhà. Gần 30 phút sau bạn trai nam em mới tắt livestream không giải thích gì thêm. Sự việc gây tranh cãi trên mạng, một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này bởi việc trèo khỏi ban công trên tầng cao khá nguy hiểm, nếu gặp sự cố có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một nhóm khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em. Dù không nhắc tên nam em, streamer nhạc sĩ Virus gây chú ý khi cảnh báo hành động leo ban công nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến người xem, khuyên người làm điều này không nên đi quá giới hạn trên mạng xã hội. Anh thẳng thắn nói nếu không rút kinh nghiệm sẽ báo cáo với các nền tảng mạng xã hội, khiến người có hành vi này mất kênh. Hành động này ảnh hưởng đến xã hội, với cương vị là người Việt Nam tôi không chấp nhận việc này. Tôi nghĩ bạn nên có lời đính chính và tuyệt đối không làm hành động nguy hiểm này nữa. Tôi xem mà bất mãn. Bạn ấy có thể cười khóc, nói người này người nọ nhưng một người đang livestream mà ra ban công đi qua đi lại thì không chấp nhận được. Theo virus Luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội. Theo điểm đeo khoản 1 điều 101 Nghị định 15-2020 ngày 3 tháng 2 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, nam em có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu, có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản 5 điều tư Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo quyết định số 874 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hằn, kích động bạo lực, gây phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo. Trước câu hỏi về việc nam em từng bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều 101, nghị định 15 2020 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, nay lại tiếp tục vi phạm, làm thế nào để nam em không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội thực hiện hành vi sai phạm? Theo luật sư Trần Bá Học, trường hợp nam em tiếp tiếp tục bị xử lý, cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt hơn. Ông nói thêm, mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng, người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động xấu đến hành vi ứng xử, từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh. Với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như Nam Em, hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là người trẻ nam em vẫn chưa ngừng quậy, tiếp tục cà khịa khán giả, so sánh họ với động vật. Mới đây, nam em tiếp tục có động thái gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái được nhiều người cho là đang cà khịa khán giả. Cụ thể, người đẹp tiền giang chia sẻ, chỉ có giải tỏa cảm xúc bằng âm nhạc mới an toàn và hiệu quả nhất. Họ chẳng muốn nghe bạn nói gì, họ chỉ xem mình vấp chỗ nào để ném mình vào bầy sói thôi. Bài đăng của Nam Em ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm. Hàng loạt bình luận không ngừng lên tiếng công kích, cho rằng cô nên ngừng lại, vì kiếm chuyện với khán giả. Nhiều ý kiến nhận định nếu nam em thật sự muốn cuộc sống an yên để tiếp tục làm nghề thì nên học cách trân trọng, thay vì liên tiếp cà khịa khán giả để nhận về vô vàng gạch đá và sự nghiệp cũng dần bị hủy hoại. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được việc nam em phát ngôn bất nhất, câu sau đá câu trước. Theo đó, người đẹp nói, vậy nên đừng bao giờ chia sẻ bất cứ câu chuyện cá nhân nào lên mạng xã hội. Tuy nhiên thời gian qua cô lại liên tục làm điều trái ngược khi chia sẻ quá nhiều về đề tư, thậm chí bạn trai của nam em là Bùi Hữu Cường còn có loạt phát ngôn gây tranh cãi khiến công chúng càng thêm chán ghét cặp đôi này. Cách đây không lâu, nam em gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh trèo ra lan can cửa sổ, nhiều người sau khi xem clip không giấu nổi sự hoang mang. Qua đó không ít người cũng bày tỏ việc lo lắng cho tinh thần bất thường của cô. Sau lần hóa người trừng leo trèo ban công, nam em tiếp tục nhận gạch đá khi livestream với bạn trai Bùi Hữu Cường. Theo đó, cả hai liên tục nói đến việc làm MV mới, đồng thời không ngừng thanh minh. Cách nam em chia sẻ khiến cư dân mạng càng thêm thất vọng về cô. Nam em nói, nếu lúc đó tôi không tham, cứ làm theo kiểu ai thích thì nghe, thích xem MV của mình thì xem, chắc cũng chả sao. Nhưng mình cũng muốn mọi người nghe nhạc, mình mong khán giả biết đến âm nhạc. Thành ra mình có hợp đồng giao ước bằng cách khấn. Mình không nói về tâm linh nhưng rõ ràng ở đây mình không coi trọng sức khỏe. Mình cứ hy sinh vì giấc mơ làm sao để sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận đến lúc đón nhận rồi thì mới thấy sức khỏe không tốt. Đứng trên sân khấu hát và thể hiện mình là ca sĩ chuyên nghiệp mà cũng không được, thậm chí lời bài hát cũng không thuộc, khán giả thất vọng về mình chỉ có một, mình thất vọng về mình lên đến 100, 1 ngàn. Sau đó, nam em cứ luyên thuyên về chuyện bệnh tật ốm yếu, đứng trên sân khấu như cực hình. Người đẹp còn tuyên bố cô có thăng thở mệt mỏi thì cũng chẳng ai thèm nghe. Nam em tiếp tục đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho khán giả, kích động, khiến cô có những hành động và lời nói thiếu kiểm soát. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì nam em nói chuyện bất nhất. Trước đây, cô từng tuyên bố trời showbiz không tham gia hoạt động nghệ thuật. Sau khi gây ồn ào và bị phạt, nam em đột ngột làm album ra MV mới. Một số ý kiến cho rằng có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi, không nhất thiết phải mang đến hàng loạt thông tin tiêu cực cho khán giả. Chính nam em đang tự đánh mất danh tiếng và sự nghiệp, chứ chẳng ai hãm hại hay dồn ép cô vào đường cùng. Bị Duy mệnh nhắc nhở đến xịt keo, chống sắp cưới nam em quyết phục thù. Tối 19 tháng 2, Nam Em và Quế Vân tiếp tục có phiên livestream trên TikTok, thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trong phiên live này, cặp đôi chị chị em em chào đón khách mời tham gia trò chuyện cùng là nam ca sĩ Duy Mạnh. Những tưởng bộ ba này có dịp quậy đục nước, tiết lộ nhiều bí mật chấn động showbiz, thế nhưng trái ngược với phán đoán của cư dân mạng. Duy Mạnh xuất hiện trong livestream của Nam Em vô cùng điềm đạm, cho cô khá nhiều lời khuyên hữu ích. Duy Mạnh cho hay bản thân anh từng hứng chịu nhiều dư luận tiêu cực và rơi vào stress, vì thế anh rất hiểu cho hoàn cảnh của Nam Em lúc này livestream mình sẽ rất dễ bị dẫn dắt mình có một cái đầu thôi nhưng trên đây có hàng triệu cái đầu bao gồm những người ghét người quý mình sẽ là người khổ tâm nhất nếu mình cay cú vì khi đấy cảm xúc mình rất dễ bộc lộ duy mạnh nói cùng với đó khi thấy bạn trai nam em cũng tham gia vào phiên livestream và liên tục đáp trả bình luận của anti fan bằng những lời lẽ khó nghe nam ca sĩ đã tận tình nhắc nhở em bây giờ cũng là nhân vật nổi tiếng nhất nhì showbiz đấy kiềm chế một chút em ạ thực ra khán giả họ cũng quý mình mà em họ trêu mình mà mình tức lên thì mình thua mình phải hài hước, làm sao để mọi người quý mến mình. Trên mạng chơi vui mà có gì đâu, thiên hạ muốn nói gì nói, anh mặc kệ. Khi chồng sắp cưới năm em khẳng định nếu ở ngoài đời, có ai chửi trước mặt sẽ không ngần ngại tác động vật lý người đó. Duy Mạnh lập tức phản bác. Không em ơi, anh đi hát nhiều người đòi đấm thẳng vào mặt, nhưng anh vẫn nhịn em ạ. Lên mạng xã hội mình tránh va chạm, tránh khích bác, kích động xã hội em ạ. Cái đó không nên. Lên livestream mình mà cứ vừa nói chuyện với fan, vừa xưng bố với mọi người thế là không nên nhận được góp ý từ duy mạnh doanh nhân quê hải phòng tiếp tục đáp bản lĩnh không nằm ở mấy cái hình xăm đâu anh ok cảm ơn anh đã góp ý ngay sau đó anh này liền rời khỏi nhóm chat và có bài đăng trên trang cá nhân gửi lời cảm ơn đến fan luôn ủng hộ nàng hoa khôi và hứa hẹn sắp tới bạn gái sẽ có hành trình mới đáng chú ý phía cuối bài viết bùi hữu cường bất ngờ ẩn ý mong các bạn bầu víu bám vào trend nên nhân quả nha đừng vì tí nổi tiếng để buôn bán mà gây tổn hại cho người khác nghe kỹ tìm hiểu phân tích và kết luận nhiều cư dân mạng cho rằng chống sắp cưới nam em đang muốn nhắn nhủ Duy Mạnh vì ngang nhiên chỉnh đốn mình công khai trên livestream. Thực tế trong phiên livestream hôm qua, nam em và bạn trai sau đó đã xin phép ao nhóm nửa chừng. Đồng thời nam em cũng tuyên bố vì thấy mình đang bị người ta đu theo, tưởng về phe mình nhưng lại quay xe nên dừng lai cùng. Đừng thao túng tôi, không dễ vậy đâu. Khán giả cho rằng nam em cũng không hài lòng với những đóng góp của Duy Mạnh cho mình. Hiện tại, drama bóc cả showbiz của nam em và chồng tương lai vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi khắp cõi mạng. Những ngày qua, nam em trở thành tâm điểm dư luận khi liên tục có những động thái thách thức nhã phương, nó xấu nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Chồng sắp cưới của cô cũng được đà livestream một mặt bênh vực vợ, một mặt có những phát ngôn đốp chat anti-fan bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Trong phiên live gần đây, anh bất ngờ đưa ra lời thách thức. Có những đứa từng bảo là tôi thách đụng đến cô ấy Tao thách mày làm gì vợ tao đấy Thực ra thì tôi cũng chẳng muốn thách thức gì Chẳng qua muốn thách thử để xem Mấy người đó làm gì nam em Đó là lý do mà tôi không bao giờ muốn buông Vì mấy người đó muốn kích cho tôi và nam em chia tay Để dễ làm này làm kia với cô ấy Còn có tôi thì tôi thách luôn Thậm chí nam doanh nhân còn có phát ngôn khá ngông cuồng Khi cho rằng vợ chồng mình sẽ phá nát cái showbiz này